Alo, chào các bạn, chào mừng hôm nay mình lại trở lại với cái tình hình là quấn biến áp xung của nguồn ATX để làm bộ kích điện inverter từ 12V220. Nhưng mà tình hình là mình sẽ quấn lại cái biến áp xung của nguồn ATX theo một số yêu cầu của các bạn. Có gặp một số trục trặc thì hôm nay mình đưa ra một cái thông số siêu chuẩn chính xác tới từng mm về cái chuyện các bạn quấn lại biến áp xung của ATX với cái lõi EI33. Đúng cái lõi này thì các bạn quấn như vậy thì nó mới chạy được theo cái thông số tính toán của mình một cách là chính xác kinh khủng nhất. Đầu tiên thì mình tháo ra đúng không? Bởi vì tại sao vậy? Nếu một khi mà đã tháo ra rồi, một là để như vậy thì nó không sao, nó chạy. Nhưng mà chạy thì lại phải dùng bộ nhân áp thì đương nhiên là sẽ yếu rồi. Nhưng mà một khi mà đã đụng đến mà tháo ra là có chuyện. Bởi vì ở trong đó nó quấn rất lằng nhằng. Và thứ hai nữa, tháo ra là sẽ xảy ra cái chuyện là vỡ và gãy là cái chuyện bình thường. Ở đây mình làm có hơi vội nên là mình đã làm vỡ cái khuôn, thậm chí là nứt cả lõi phê dít. Cho nên các bạn mà tháo ra thì cố gắng hết sức cẩn thận. Và vì dây đồng ở đây nó có đáng là bao nhiêu đâu. Bây giờ mình sẽ quấn sơ cấp, mình sẽ quấn thứ cấp. Đầu tiên mình sẽ dùng dây 0,55 hoặc 0,6 mình quấn ở trong cùng một lớp theo quy chuẩn. Mình sẽ quấn hết một lượt có tầm cỡ 21 vòng, sau đó mình sẽ để ở đây và đánh dấu cái chiều quấn. Tiếp theo mình sẽ lấy, bây giờ mình sẽ quấn sơ cấp, tức là quấn cái đầu vào của nó. Quấn đầu vào của nó thì các bạn sẽ dùng 5 sợi dây 0,55 là quấn giống như mình đang quấn, phải thật là xít sao và thật là đẹp. Bây giờ mình sẽ đo cái dây đó thì là 0,55, không phải, đó là 35cm chiều dài, nhưng mà ở đây thực tế là có 30 thôi. Và 5 sợi 55 xếp lại tổng cộng là 10 sợi và gộp lại ở giữa, chấm mối giữa ở hàn đầu ở giữa, sau đó thì tách ra thì là mỗi bên 5 sợi. Hàn chấm một phát ở giữa đó cho nó chuẩn rồi mới quấn. Bây giờ mình bắt đầu chính thức quấn này. Như vậy khi các bạn quấn á, các bạn chỉ để ý một điều, thứ nhất là sát, thứ hai xếp các sợi dây cực kỳ đều nhau và xít sao, càng xít càng tốt, chỉ như vậy thôi. Và các bạn quấn đúng 3,1 vòng không hơn. Với ATX chuẩn các bạn chỉ quấn 33,1 vòng thôi. Mình sẽ có những cái thông số khác của những cái lõi khác, nhưng với lõi này các bạn chỉ quấn như vậy thôi. Và mình quấn cái vòng thứ hai, mình sẽ đè lên cái vòng thứ nhất bởi vì nó làm gì còn chỗ. Và khi đè lên đó mình sẽ để làm sao đó cho nó thật xít sao và cho ra ở đầu cuối cũng thật gọn gàng. Bây giờ mình sẽ bọc băng dính lại và tiếp tục lấy cái sợi dây 0,5. Tiếp tục lấy cái sợi dây 0,55 hoặc là 0,6 nếu các bạn muốn khỏe hơn chút, lấy dây 0,6 và 0,6 thì quấn xít hơn một chút. Và mình, các bạn sẽ quấn nối tiếp vào cái cuộn lúc nãy là 21 vòng cùng chiều nhé. Các bạn nên nhớ cùng chiều, các bạn quấn ngược chiều là phản tác dụng.
Về phần cái lõi phê dít, nếu như không may mà các bạn làm bị nứt thì các bạn gắn lại. Và có một điều lưu ý là các bạn gắn lại phải vô cùng chính xác thì nó mới tốt được. Bây giờ mình sẽ lắp nó vào và thông số giống như ở trên. Và các bạn lấy băng dính để bọc xung quanh, và càng chắc thì càng tốt. Bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ để thử cái dòng vào của nó khi mà không có tải. Khi không có tải thì là nó là 0,24A. Như vậy các bạn làm có thể là sẽ thấp hơn, hoặc là có thể là cao hơn, hoặc có thể không được như vậy. Nhưng nó có tầm cỡ khoảng độ 0,25 đến 0,45, thậm chí là 0,5A thì nó vẫn là chạy, vẫn là ok. Bây giờ mình thử tới cả hai đồng hồ luôn. Vậy là hai đồng hồ nhá, không phải một, mà cứ tầm cỡ 240A là bằng 0,24A. Bây giờ mình lấy một cái sợi dây tương đối to, mình sẽ nối từ mối giữa vào dương của bình ắc quy, và cái ở trên cái mạch thì mình có làm hướng dẫn từ hôm trước rồi, vẫn y chang y đúc cái mạch cũ, cho nên mình không giới thiệu lại nữa. Các bạn muốn làm thì các bạn vào những cái video lần trước về lắp vào cái nguồn ATX, nó vẫn là cái mạch này thôi, không thay đổi hết. Và tiếp theo mình sẽ lắp cái bộ gọi là nắn cầu. Các bạn phải nắn cầu bằng diode sung giống như mình này. Mà nếu như các bạn không hiểu thì mai kia mình sẽ đưa cái sơ đồ này lên thì các bạn mới dùng được. Sau khi nắn cầu thì các bạn sẽ đưa vào các thiết bị điện tử như là TV, các thứ đấy. TV nói chung là hầu hết luôn các cái thiết bị điện tử, ngoại trừ tải cảm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.